Whiskey Lake dự kiến sẽ được sử dụng để làm tên cho các thế hệ vi xử lý mới dành cho laptop của Intel. Hãy cùng Survivor Channel tổng hợp những thông tin đã biết về dòng chip mới nhất này nhé. Cùng nhìn lại sự kiện Computex 2018. Đây là nơi Intel sẽ trình diễn bộ vi xử lý siêu phẩm 28 nhân của mình. Nhưng đó không phải là tất cả, khi mà công ty này sẽ còn hé lộ thêm những thông tin về hai dòng chip vi xử lý thế hệ di động mới là Ambo Lake E và Whiskey Lake U. Vậy tại sao Intel phải ra mắt tận hai thiết bị chip mới sau dòng Kaby Lake R, ngay cả khi các vi xử lý dòng chip Coffee Lake U mới được ra mắt vào tháng 4 vừa qua? Câu trả lời có thể nằm ở việc chúng ta chưa hề thấy dòng vi xử lý Coffee Lake U được tích hợp nhiều vào các sản phẩm mới. Hầu hết các mẫu laptop mới ra mắt đều được sử dụng chip vi xử lý Kaby Lake R hoặc dòng Coffee Lake H. Có được thông tin dự đoán rằng Coffee Lake U sẽ được nhận trên dòng máy MacBook Pro 2018 sắp ra mắt mới đây. Nếu những tin đồn là sự thật thì dòng vi xử lý Whiskey Lake U sẽ được trang bị cho các mẫu laptop Ultrabook ra mắt vào mùa thu năm nay. Điều này sẽ thực sự càng trở nên chắc chắn hơn nếu Intel có cách để tăng tốc độ xử lý thêm 500MHz so với các dòng Kaby Lake R theo những nguồn tin rò rỉ khác nhau. Về thời gian ra mắt, theo tin đồn từ trang Watchtech thì nhiều nhà sản xuất đã trang bị các vi xử lý Whiskey Lake trong danh sách. Điều này đồng nghĩa với việc chúng ta hoàn toàn có cơ hội để trải nghiệm dòng chip mới này trong vài tháng tới. So với vai trò là phát súng mở đầu của dòng chip thế hệ thứ 9 của Coffee Lake S thì có lẽ lần ra mắt này của Whiskey Lake sẽ không được nhận sự hào nhoáng như trước đây. Thay vào đó, Whiskey Lake có thể xuất hiện một cách âm thầm. Danh sách các mẫu laptop sử dụng Whiskey Lake nhiều khả năng sẽ gồm những cái tên hàng đầu các mẫu Ultrabook như HP Spectre X360, Dell XPS 13 hay Surface Laptop 2. Còn về giá cả, bởi vì Whiskey Lake là vi xử lý cho các thiết bị di động nên giá cả của nó sẽ không ảnh hưởng trực tiếp tới người dùng phổ thông. Ví dụ như hai mẫu Core i5-8250U và Core i7-8550U. Còn theo thông tin từ Watchtech thì Whiskey Lake sẽ có hai phiên bản là chip Core i5 và chip Core i7. Phiên bản mới nhất xử lý chip Core i5 có lẽ sẽ được xuất hiện trên các dòng máy tính phổ thông có giá dao động từ 800 USD trở lên. Còn với phiên bản chip Core i7 cao cấp hơn thì sẽ trang bị trên các mẫu laptop với mức giá nhất là trên 1.000 đô. Về đặc điểm phần cứng, theo thông tin từ Tom Aspark thì hai mẫu vi xử lý mới sẽ có tên mã là Core i5-8265U và Core i7-8565U, đều gồm có 4 nhân vật lý và 8 luồng tương tự như bộ vi xử lý Kaby Lake R. Song điểm khác biệt ở đây chính là tốc độ xử lý. Xung nhịp mặc định của cả hai mẫu chip đều được tương tự với Core i5-8250U và Core i7-8550U, lần lượt là 1.5GHz và 1.8GHz. Tuy nhiên, nếu đúng như theo các thông tin rò rỉ thì Intel đã tìm ra một cách để turbo boost cả hai mẫu chip này lên thêm 500MHz. Con số này có lẽ không quá ấn tượng khi chúng ta chuyển từ dòng Kaby Lake thế hệ thứ 7 lên dòng Kaby Lake R thế hệ thứ 8. Nhưng với mức tăng trong turbo boost như trên thì sự khác biệt về hiệu năng vẫn có thể cảm nhận được, đặc biệt là các tác vụ đơn luồng. Chính vì vậy mà các mẫu chip Whiskey Lake vừa có thể đạt được mức tăng về hiệu năng mà không phá vỡ mức tiêu thụ điện năng đề xuất. Song điểm đáng tiếc là Whiskey Lake sẽ lại sử dụng nhân đồ họa Intel HD Graphics 620 tương tự như trên các dòng Kaby Lake R, nên hiệu năng đồ họa có lẽ sẽ không được cải thiện nhiều đâu. Trên đây là tin tức mới nhất về con chip 24 nhân siêu khủng của Whiskey Lake mới nhất của Intel. Hy vọng là các phiên bản Surface Book thế hệ mới sẽ được trang bị con chip này. Tất nhiên rồi, những người dùng phổ thông như chúng ta sẽ sớm được trải nghiệm một chiếc laptop mới, mạnh mẽ hơn, xử lý các tác vụ công việc tốt hơn. Các bạn thấy sao về con chip này? Hãy để lại ý kiến bình luận của các bạn ở phần phía dưới video nhé. Nếu muốn tham khảo thêm về các sản phẩm Surface Book, Surface Laptop hay Surface Pro của Microsoft thì đừng quên truy cập vào website surfaceviet.vn. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo. Các bạn đã xem video của Surface Việt, và nếu các bạn muốn chúng mình làm thêm video nào nữa thì hãy comment ở bên dưới nhé. Còn bây giờ, xin chào và gặp lại trong những video tiếp theo.